Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Israel mới đây cho biết sẽ mua thêm 25 máy bay chiến đấu F-35 cho phi đội thứ ba trong một thỏa thuận trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng phòng không của Mỹ đang bị quá tải và thiếu nhân lực do sự hiện diện rộng rãi ở nước ngoài. Theo thông báo mới từ Đại sứ quán Belarus ở thành phố Hay, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ các kẻ tấn công đại sứ quán. Hôm 2 tháng 7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo đó, với 25 chiếc máy bay chiến đấu F-35 do công ty Lockheed Martin sản xuất được bổ sung, Israel sẽ nâng tổng số máy bay F-35 trong lực lượng không quân nước này lên 75 chiếc. Bộ Quốc phòng Israel cũng cho biết thêm, hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng nguồn tài chính từ gói viện trợ quốc phòng Israel nhận được từ Mỹ. Được biết, Israel là quốc gia đầu tiên mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Tháng 5 năm 2018, người đứng đầu lực lượng không quân của nước này nói rằng Israel sẽ là nước đầu tiên sử dụng máy bay F-35 trong chiến đấu. Tên mã của máy bay F-35 dành cho Israel là F-35 Idea, tạm dịch F-35I sức mạnh. Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm, hai công ty Lockheed Martin và Pratt & Whitney của Mỹ cũng đã đồng ý để các công ty quốc phòng Israel tham gia sản xuất linh kiện cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này. Chúng tôi đã làm việc quá sức và thiếu người, CNN dẫn lời một sĩ quan phòng không cấp cao của Mỹ cho biết. Trong khi đó, Tư lệnh Phòng thủ tên lửa và Không gian Mỹ Daniel Kabler cho hay, một sĩ quan đã nói với ông rằng, chúng tôi có nhiều nhiệm vụ phải làm hơn là chỉ tập trung vào khả năng phòng không. Quân đội Mỹ đang cung cấp khoản tiền thưởng nhập ngũ trị giá 47.500 đô la Mỹ để thu hút nhiều ứng viên hơn, tham gia ứng tuyển nhiệm vụ phòng không, trong đó có cả việc tuyển quân cho việc vận hành các khẩu đội tên lửa Patriot. Theo Tư lệnh Phòng thủ tên lửa và Không gian Daniel Kabler, việc triển khai thường xuyên và khối lượng công việc nặng nề dẫn đến sự gia tăng nhu cầu hỗ trợ tâm lý cho các binh sĩ bị kiệt sức. Ông cho biết, đó là lý do tại sao Bộ Chỉ huy phải điều chuyên gia sức khỏe tâm thần đến đơn vị không quân Mỹ trên khắp thế giới. Trong tất cả các đơn vị quân đội Mỹ, lực lượng không quân là một trong những đơn vị được triển khai thường xuyên nhất ở nước ngoài, thời gian triển khai trong vòng một năm và gần 60% lính phòng không luôn thường trực, sẵn sàng cho việc điều động bất cứ lúc nào. Trong số các khu vực hiện diện phòng không chính của Mỹ có châu Âu binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện quân đội Ukraine, khu vực Thái Bình Dương nơi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với các thách thức ở khu vực và ở khu vực Trung Đông. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các quốc gia châu Âu phát triển hệ thống phòng không riêng nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Ông Macron cảnh báo châu Âu về việc phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí từ bên ngoài châu Lục và khuyến nghị không nên mua những gì sẵn có. Theo đài truyền hình Hà Lan, Đại sứ quán Belarus tại Hay đã bị tấn công. Những kẻ phá hoại đã ném đá vào tòa nhà đại sứ quán, làm vỡ một số cửa sổ và vẽ bậy lên tường, trong đó có khẩu hiệu mang tính công kích Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2 tháng 7. Những kẻ tấn công đã bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ, theo thông báo từ đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Belarus đã xác nhận vụ việc với hãng tin Sputnik. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, giống như Nga, Belarus đã bị đặt dưới nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Lukashenko là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Belarus đã gây chú ý vào tháng 5 khi ông đồng ý cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước ông và một lần nữa vào tuần trước khi ông làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn của thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin. Chúng tôi xem xét các đề nghị một cách thận trọng. Nguyên tắc của chúng tôi là không cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói. Hồi tháng 5, tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức trích dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus. Tuy nhiên, Đức từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình này. Tên lửa Taurus có tầm bắn lên tới 500 km, có thể mang đầu đạn nặng 400 kg. Đây là tên lửa không đối đất do liên danh giữa MBDA Deutschland của Đức và Saab Dynamics của Thụy Điển sản xuất. Vũ khí hiệu quả trong đối phó với các mục tiêu được bảo vệ như bom khe chỉ huy hoặc kho nằm sâu sau tiền tuyến. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không. Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga, nằm cách xa chiến tuyến. Mỹ đang xem xét việc cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân tầm bắn 300 km cho Ukraine. Washington lo ngại Kiev có thể dùng vũ khí này tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Đức là một trong những nước tích cực viện trợ cho Ukraine sau khi xung đột bùng phát, với giá trị hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Nước này đã chuyển 18 xe tăng chủ lực Leopard 2, 40 thiết giáp Marder, 5 pháo phản lực Mars-2, 14 pháo tự hành PZS-2000 và nhiều loại vũ khí cùng trang bị khác cho Kiev.
Hồi tháng 3, Berlin công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine với trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 30 xe tăng Leopard 2, thiết giáp Marder, tổ hợp phòng không Iris-T cùng nhiều loại đạn dược. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.